đi về thời gian ta bắt tỉnh rồi bị gì nào xuống luôn cũng được, nhưng mà từ sáng giờ đến tầm thì cũng thấy cuối được, cũng đứng được rồi. Bây giờ đứng cứ cố thôi, cố về được không? Chúng ta cuối nhưng mà cũng đỡ được. Đó, đi cái chân ra đi bước ra đi này đó rồi cuối chúng ta có được nhiêu cuối được nhiêu này đó rồi ôi giỏi nhưng mà mấy hôm trước đau lắm giờ mấy anh em làm rồi bóp sáng rồi nhiều cho nên lên đây học là mấy ông này không cứu cũng đủ rồi rồi đi rồi đi qua kia lại coi còn là mấy rồi biết rồi khổ cay cứ đi đi bà đi kể lễ quá vậy nhiều rồi, khi đi vòng lại dạ nhiều khi mà bước xuống như là hai đâm trộn thì không được nữa hai đâm trộn rồi chạy đi không chạy nữa là chạy đâu tức là bắt lắm nhưng mà đi nhiều thì đỡ ở nhà có cứ đứng đây ngồi xuống thì là hãi lắm bị bao lâu rồi cách đây khoảng 3-4 năm thì nó đau đau nửa người xong tự nhiên nó hết tự nhiên nó cũng hết rồi đi rồi tới đây đi rồi biết rồi đứng yên rồi lấy cái này quay lên nữa rồi những uống dữ gì đau hả rồi tay kia lên lên là tay này khá hơn ngon lần đúng không ok và chỉ bị cái tay này rồi bây giờ giơ tay lên thử coi chưa mạnh lên mạnh lên rồi bỏ xuống rồi mọi người giơ lên tới tiếp này nữa và đứng gọng mà tự nhiên nó gồng vậy hả? Không gồng thì sợ đau lắm. Cái trời ơi, rồi bỏ xuống, là nó ớn thì tay kia. Tay kia là giờ mà hỏi. Tay này gồng tê, thôi chứ không thì không đau lắm mà tê. Mà tê? Tê giống dại thế đó, mà muốn quét nhà là phải dùng hai tay. À. Mà quét thì không như là gờ thế đó. Mà tay không có lực gì nữa. Tay này không có lực bằng tay này. Rồi chỉ nắm trời vô cái sao? Cho nó tê thôi chứ nó không tê lắm. Tê dại giống như là kiểu nhiều khi cố cũng thấy gì hết nhưng mà có lúc thì thấy con này có lúc là vờ vậy đó. Ôi trời ơi, trời ngồi xuống đi chứ bệnh nhiều dữ vậy nè. Dạ không, mà đi xe máy thì đi khoảng độ 3-4 cây là nó tê dại cái tay này. Hết cái tay đúng rồi. Mà cái tay này thì thắng ga cho nên sợ. Cái tay này dại hơn. Rồi, hồi đó gì chữa đâu này? Con chỉ có đi chụp siêu âm ấy thôi. Siêu âm của thuốc Tây bệnh viện lắm. Rồi đau bao thử chưa? Không có. Nên là cái bài của nó vậy mà. Không bệnh thì uống thời gian đâu có thử hết. Có nên là viêm nét biết rồi. Đúng rồi. Tặng vườn như thế đó. Mà cũng cảm ơn khoa học, nhờ khoa học nó cho thuốc uống riết rồi tự đau ở đây. Trước thì cũng xin uống nước chanh lắm, bây giờ hãi rồi. Rồi. Bây giờ là uống nước chanh. Rồi nghe nói đi con tuổi là sợ. Rồi. Rồi sao biết là đây chữa? Thì ông xã đang xe trên mạng á, ông đi học trước. Rồi ông làm gì ông làm sao cho bán làm sao rồi? Thì cũng bớt bớt rồi mới đưa ra xuống đây. Đứng vậy. Đứng vậy. Rồi đồ chưa đủ đồ. Đứng vậy, đứng vậy. Đứng ra đây. Kêu đúng kêu. Em nhìn nhìn thấy không? Rồi tính làm được hết không? Chắc ông bóp vào không mạnh bằng thầy cho nên là thôi chưa nhau đi. Chứ ông đi học với ông chữa mà ông bấm chỗ nào trúng thì đau lắm. Mà ông không trúng thì có thể êm mà không đau. Ở nhà đâu lại? Trên Dĩ An. Ở Dĩ An. Gần ga xe lửa không? Đúng rồi, sóng thần, sóng thần chỗ dài ra cái bình ấy. Đấy, nổi rồi, gì gặp, rồi mấy đứa con rồi? Hai ạ. Hai đứa con rồi. Bên này thì nó nhiều khi nó dại giống tay của ai ấy. Đừng có gần tay của ông chứ tay ai. Chị sụp cả cổ luôn vào đấy thế mà đau mà sụp luôn cả cổ rồi giờ giơ tay kia coi đỡ chưa tay này thì đang dại thế này giờ dở lên thứ đây rồi vẫn ở đường con nó dại giống tay của ai vậy đấy nhưng mà cứ đưa lên như thế là nó tê tê nhiều khi cấu vào thì nó rồi cứ ở nhà là kê khai cho ổng suốt ngày vậy hả? Dạ. Ổng cũng mệt chứ bả lắm ấy. Đắp đời. Mà ổng cho ổng thì tại bạn á, ổng nhưng mà cứ đồng đúng cơ thì nó mới đau. Còn không thì nó không đau.
vậy nữa. Đứng không? Không. Sao? Nghe sao? Rồi sao vậy? Đã. Ê, cảm thấy được rồi. Được rồi, thôi về nha. Nghe gì không? Dạ. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng ha. Thế rồi, tiêu rồi. Đó. À. Giờ nghe mạnh lên ha. Dạ. Rồi, làm thử, làm cái đỡ nha. Cái tay cái này ngon lắm. Tay kia. Tay cái này ngon. Tay cái này thì nó vẫn ngon rồi. Cái tay cái này là ngon. Không biết coi con thầy về nè. Bây giờ nãy là cái tay để được quý vị đó. Rồi dở lên đi đi. Rồi vòng lại thì là sao? Lên. Một rồi thôi. Chưa con đâu nằm lên đi. Làm gì vậy? Làm nữa. Rồi, con đi nâng lên. Dục mãi đi hả? Dục mãi này. Không chịu đi hả? Dục mãi này đi. Bao nhiêu số? Đấy, tiếp cuộc được. Ở nhà bán gì mà lo tiếm tiền riết không chịu đi phải không? Có đâu. Có xe to như máy đi. Ở nhà làm gì? Rồi nhấc cái đầu lên. Rồi hai chân tay xuôi xuống. Đó. Rồi trong cháu được không? Đấy. Mềm, đứng gần. Cái mềm cái đầu cổ cái này. Wow. Trời ơi. Chuyện mấy tiếng. Chuyện gì vậy? Nằm im. Nằm im, dở lên. Dở lên lên. Rồi nói đi, cảm tưởng sao? Nhẹ cái mình thầy ạ. Không còn đau nữa. Nó làm cái gì mà nó làm cái giọng. Cái cửa như ta đứng cửa. Đứng cửa luôn. Chưa thử mà hả? Bây giờ hỏi coi cái cảm giác mà sao bây giờ mình dơ hai tay coi sao rồi. Ngon rồi. Đấy, ngon rồi. Thầy nào cho nổ ra lắm. Rồi quay qua đây. Đây qua đây. Đó, được rồi, ok. Đi yên vậy nha. Chân này để đây. Đúng không? Trời đất ơi. Mai lắm mới gặp nhau nha. Rồi. Ok. Rồi mềm người ra. Sao? Quay qua. Trời đất ơi, giờ nào, đưa đâu bình tĩnh. Rồi. Rồi xuống. Rồi nằm thẳng ra. Thẳng người sẽ chơi lúc nhé chứ. Rồi, bây giờ cảm giác sao rồi? Rồi giải kinh nữa đâu cái? Dạ. Nhẹ lắm phải không? Dạ. Rồi ok. Được rồi. Đây dịch vào đây này. Đau không? Về đau hả? Dạ đau. Đau đâu? Đau này. Đau đó. Rồi, nó nắng, nhìn TV hả? Nhìn TV lại phải không? Rồi, đau. Đau.
Nằm thẳng ra, nằm thẳng ra. Rồi bây giờ dung tay dung chân lại đi. Thầy làm gì đấy? Rồi bây giờ là bên lưng nào đang rồi đứng lưng là yếu chưa nào? Cái này đúng không? Đúng rồi. Thầy quay mặt cho qua kia đi. Đừng giữa cho bà đừng có quay mặt qua đi. Rồi lùi ra xa này đây đó, lùi. Ok. Rồi. Rồi thấy yên đó, đó. Giữ yên đó. Là đau đau đây phải không? Đau đó với đau chỗ này thầy. Đau đây nè. Đau đây phải không? Rồi nó nghe lại. Chà, nghe lạ dữ ha. Rồi bây giờ nằm thẳng đây. Thấy giờ được chưa? Tôi ngồi nè. Dạ. 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 Rồi ngồi vậy. Cái đầu quay qua đây, chân qua đây. Rồi mạnh lên. Rồi hôm nay mọi người học ngũ bội tâm tinh chưa? Đấy. Rồi sáng tôi thấy mọi người bấm bấm nè, thấy bấm nhẹ nhàng thôi, đâu cần bấm mạnh. Nhưng mà chị thì chị chịu đầu giỏi lắm nè. Đấy. Ở đây là mỗi lần mà bấm mà chị thấy đau chị cười nha. Đâu có đau đâu. Cười. Ở đây hãy hết mà đau cười. Mọi người thấy là chị này chị đau chứ lưng ấy. Cái độ chị đi mặn gì cũng sợ. Thành ra là đúng không? Em ông xã. Em đứng lên rồi xuống đau. Đứng rồi lên rồi xuống đau em. Rồi bây giờ là bấm lên cái gì chưa có giờ. Trời ơi, bà gặp mình vui là bà may lắm rồi bà. Trời ơi. Thành ra là một chút xíu á là mình sẽ cho bà này phải chạy. Mà hồi xưa bấy giờ không dám nghĩ chạy được vì gì đó. Nhưng mọi người nhớ á, cái ngũ bội tâm tinh nó hay chưa đó. Bấm vô xong cái là chạy ào ào liền. Hay vậy đó. Không làm ngày được thiệu chứ. Nếu mà ai muốn học ngũ bội tâm tinh cho giỏi thì mua cái bộ ngũ bội tâm tinh như này về học. Mà mọi người nhớ là tôi phải luyện cái đó là bao nhiêu năm trời. Thành ra là mọi người thấy bấm nhẹ nhàng nhưng mà tác dụng nó lớn lắm. Nhưng mà cái đó là thường thường là không biết ở đây tôi có đem ra thường thường là để bán cho cái lớp kia đó để luyện cái ngũ bội tâm tinh. Thành ra mọi người thấy bấm gì Được. Rồi ngồi dậy được rồi. Rồi chị bước xuống đi. Không có hôm nào đẹp như hôm nay đúng không? Xích qua đây. Rồi xích hai chân lại. Rồi ngồi xuống. Ngồi sát luôn dưới đất, xuống đất, ngồi đất đó, rồi đứng dậy. Mạnh lên, ngồi xuống. Ngồi sát dưới đất, đứng dậy. Đúng rồi, ngồi xuống. Mạnh lên, ngồi xuống. Hốp, hốp một tí. Đau không sợ, nó bị ảnh hưởng đến tương lai. Đây, ngồi đây, bình tĩnh. Duyên gì, sợ duyên gì? Sợ. Con cũng thấy sợ đâu đâu nhưng mà từ có làm được không? Không, nhưng mà giơ tay lên coi, nhưng mà
tay cái này thì dơ thoải mái thở. Cái đó nói dùng tay kia rồi bây giờ tay kia dơ là ngon lành chưa? Bây giờ coi vấn tê chưa? Con thầy run, con thầy sợ. Bởi vì ông bảo con đi với là bây giờ nó mà mất cảm giác thì giờ tôi làm việc với nhân tham chưa đáp rồi hả? Chưa đáp rồi, ok. Nhiều bức cũng như tay của ta rồi tiếng gì trời ơi có cái bài xã rồi phải chết giác mà rồi quay lên mà bên ngồi thấy lên mà bây giờ không có còn cái lưng không còn còn gồng nữa rồi thôi chị quay bên kia mọi người tránh ra giùm đi cho phải chạy vô nè bây giờ mới bước chậm chậm cho tôi đi bước đều ra để coi nó còn đau nữa không bước mạnh đều lên bước vô thoải mái đi mạnh đừng có gồng rồi cứ đi mạnh như nhà chạy qua đây chạy qua đây chạy chết chết được nhiều đó chạy thẳng lên rồi chạy không gần lắm. Ông xã có ý kiến gì không? Chứng kiến. Ông về thì ông có xem cái bản có mà thấy thẩm lại thấy đâu? Mình nhưng mà học học ở lớp của thầy. Cái này thấy sao? Kết quả thì ok rồi. Tốt. Cảm sợ là có vui không? Vui. Mọi người ủng hộ cặp và xong kiếm hợp bếp này cái ạ. Ok, ngon rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.